Xin kính chào quý vị. Xin chào quý vị đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Nguyễn Trang. Và hôm nay là chương trình tập trị liệu giảm đau, được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của tôi là Dr. Nguyễn Trang Official và các tài truyền hình khác. Xin lưu ý là tất cả những bài tập trị liệu giảm đau chúng tôi hướng dẫn trên kênh YouTube hay là những đài truyền hình khác đều chỉ là hướng dẫn gợi ý. Khi mà quý vị bị đau khớp, quý vị cần nên gặp bác sĩ trước để tìm lý do tại sao mình bị đau. Và khi mà bác sĩ gặp quý vị rồi thì tùy vào cái chuẩn đoán đau của quý vị mà bác sĩ sẽ cho thuốc, hướng dẫn tập trị liệu hoặc là chích hoặc là những cái trị liệu khác. Hôm nay chúng ta sẽ nói về đau khớp vai. Và chắc là quý vị còn nhớ anh bạn của tôi đúng không? Đau vai xảy ra với mọi người và có thể xảy ra vì nhiều lý do khác nhau. Hôm nay chúng ta nói về 6 cái bài tập cơ bản để trị liệu giảm đau vai. Và tôi cũng sẽ hướng dẫn những cái bài tập trị liệu để giảm đau cổ. Tại vì đau cổ và đau vai có xu hướng là đi chung với nhau. Đầu tiên chúng ta phải hiểu là cấu trúc vai của chúng ta rất là phức tạp và không có ổn định. Đó là hai cái điểm mà khi chúng ta nói về tư thế, về vị trí ngồi, về cách ngồi, xoay người, ẹo người, khom người, tất cả những cái điểm này đều ảnh hưởng trực tiếp tới cái khớp vai, khớp cổ của chúng ta. Quý vị hãy xem đây, cái xương cánh tay của chúng ta ở đây. Thì đây là một cái xương rất là linh hoạt. Quý vị có thể thấy là nó xoay được rất là nhiều góc độ khác nhau, trước, sau, lên, xuống. Và nó có một cái nhóm cơ bao bên như thế này. Ở cái nhóm bên trong cùng thì có một cái nhóm cơ rất là quan trọng, gọi là cơ xoay khớp vai, hay còn gọi là rotator cuff muscle. Chắc là quý vị nghe cái từ đó tôi nói nhiều tiếng Anh. Nhưng mà bên cạnh 4 cái nhóm cơ đó ra, còn thêm những cái cơ khác bên ngoài cũng quan trọng không kém. Thì hai cái nhóm cơ này cùng với nhau giúp cho vai chúng ta, khớp vai chúng ta, cánh tay chúng ta cử động. Và hôm nay quý vị cũng thấy cái hình tôi vẽ ở đây là cái hệ 4 cơ của cái nhóm cơ xoay khớp vai. Thì cái nhóm cơ này, để dễ hiểu, quý vị chỉ cần nhớ là có những cái cơ kéo xoay cái này về phía sau, có những cơ xoay cái này về phía trước, và có những cơ kéo nó lên như thế này. Thì ở những cái góc độ như thế này, có một cái cơ rất là dễ bị chấn thương. Là quý vị hãy nhìn cái khe này đây. Ở cái khe nhỏ xíu này đây, có một cái cơ gọi là cơ trên gai. Đây là cái gai của chúng ta đây, và nó nằm phía trên. Nó đi qua cái khớp nhỏ xíu này, quý vị thấy nè. Và đây là một trong những cái cơ dễ bị tổn thương và dễ làm chúng ta đau vai nhất. Thì khi mà chúng ta hiểu cấu trúc khớp vai nó phức tạp như vậy, thế nên những cái bài tập của vai mà tôi hướng dẫn quý vị sắp tới đây, quý vị sẽ thấy rằng cái việc dùng cái vai khỏe mạnh, trong trường hợp này tôi giả sử là vai trái là vai khỏe, vai bên phải là vai nó bị đau, rất là quan trọng. Có nghĩa là chúng ta kết hợp giữa cái vai khỏe và vai bị đau, hai cái này sẽ làm việc chung với nhau, thì chúng ta sẽ giúp được cái vai đau nó bớt đau hơn. Khi mà chúng ta bị đau vai, chúng ta thường có cái xu hướng là không dám cử động, giống như chúng ta muốn cứ giữ lại, và đôi khi chúng ta giữ lại như thế này. Nhưng thật ra cái cách tốt nhất và nhanh nhất để giúp cho đau vai bớt đi là chúng ta làm cho cái cơ ở vùng vai chúng ta thư giãn ra, hạ lỏng ra, và như vậy thì cái vai chúng ta nó sẽ bớt đau. Và cái thứ hai là khi tập trị liệu là giúp cho những cái nhóm cơ này làm việc chung với nhau, khiến cho những cái nhóm cơ này mạnh hơn. Và chúng ta khi mà chúng ta cử động những nhóm cơ yếu, những nhóm cơ mạnh sẽ giúp hỗ trợ. Trong nhiều trường hợp đó, là một số cơ thậm chí là dây chằng bị đứt, như trong trường hợp là rotator cuff injury hay là bị đứt cái nhóm xoay khớp vai chúng ta bị đứt, thì chúng ta vẫn có thể tập trị liệu để những cái nhóm còn lại hỗ trợ. Một điểm quan trọng tôi muốn chia sẻ là có những cái triệu chứng thường đi kèm chung với các khớp vai mà quý vị phải hiểu rằng đây là những cái triệu chứng nếu mà lâu dài quý vị cần phải đi gặp bác sĩ hoặc chuyên viên trị liệu.
những cái triệu chứng đó là gì? Khi mà chúng ta đau ở vai mà chúng ta đau ở cánh tay, đau bị buốt cánh tay chẳng hạn, chúng ta bị sốt hoặc sụt cân, hoặc chúng ta bị yếu một bên cánh tay, đau vai kèm theo đau cổ và đau liên tục, tất cả những cái dấu hiệu này quý vị cần phải đi gặp bác sĩ liền và để tìm hiểu tại sao chúng ta đau. Chứ đây là những cái dấu hiệu không có đơn giản chỉ là đau khớp vai. Một cái điểm cuối nữa là đau khớp vai, nhất là bên trái, mà cộng với đau ngực là những dấu hiệu rất nguy hiểm, có thể là bệnh tim. Thành ra đau vai nhiều khi nó chứ không đơn giản là đau vai, mà có thể là những cái dấu hiệu nguy hiểm khác mà chúng ta không thể bỏ qua được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần bài tập giảm đau vai. Quý vị nhớ là mỗi bài tập như vậy, quý vị có thể tập từ 10 cho tới 30 giây và lặp lại từ 10 cho tới 30 lần mỗi ngày. Và sau đó chúng ta đổi vai nếu mà cả hai khớp vai đều đau. Nhưng mà giả sử như cái khớp vai kia không đau, quý vị cũng nên tập để giữ cho hai vai chúng ta cân bằng với nhau. Quý vị nhớ là tập từ từ, tập trong khả năng của mình. Khi nào mà quý vị đau á, là quý vị giảm liền. Đừng có cố gắng, giống như tôi nói nhiều thường là khi mà chúng ta cố gắng thì chúng ta dễ thành quá cố, cố quá thành quá cố quý vị nha. Tất cả những cái trị liệu hướng dẫn của tôi giảm đau là chúng ta đều tập từ từ, từ từ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập nha. Xin chào quý vị, bài tập đầu tiên mà tôi muốn hướng dẫn là bài tập thả lỏng cái khớp vai. Có nghĩa là khi mà đầu tiên nhất, khi mà vai chúng ta bị đau như thế này, chúng ta phải tìm cách chúng ta thả lỏng. Thì cái bài tập đầu tiên nhất và đơn giản nhất là quý vị có thể đứng tựa vào một cái thành như thế này, và bất kỳ cái bàn hay cái gì, và cái vai đau của tôi bây giờ là vai bên trái nha. Quý vị tựa vào đây và quý vị cúi xuống tí xíu và để cái tay mình thoải mái như thế này. Có thể nó hơi đau ban đầu nhưng mà cố gắng thả lỏng như thế này, giống như là một cái con lắc gì, cứ thả lỏng như thế này. Rồi khi mà thả lỏng tới lui như thế này rồi, quý vị thả lỏng qua lại. Quý vị thấy không? Rất là đơn giản. 5 cho tới 10 giây. Tới lui. Tới lui. Khi mà quý vị thấy đau á, bất kỳ lúc nào khi mà thấy đau á, chúng ta dừng lại liền. Nhưng mà quý vị có thể thả lỏng tới, thả lỏng lui như thế này. Thì đó là bài tập đầu tiên. Bài tập thứ nhì là bài tập kéo cơ vai của chúng ta. Thì trong trường hợp này cái vai của tôi đau là vai bên tay phải nha. Thì đầu tiên nhất quý vị cố gắng đưa cái tay lên, đưa vào bên này. Dùng cái tay mạnh của mình là tay trái của tôi giữ lại. Quý vị thấy khi mà chúng ta ép vào cái này, kéo nó sát vô, quý vị thấy cái cơ gọi là cái cơ delta của chúng ta bên góc bên vai bên này sẽ căng ra. Quý vị kéo lên như thế này rất là đơn giản. Và khi kéo như vậy, quý vị nhớ giữ thẳng người và giữ cho tới 5 hay 10 giây. Sau chúng ta thả ra. Đơn giản không nè, làm lại nha. Cố gắng đưa vai lên từ từ. Cái vai này là vai bị đau, tay này là tay khỏe, kẹp vô, giữ lại. Tay này cũng vậy, đưa giải sử như thế này bị đau, đưa lên, kẹp lại, giữ như thế này. Thì quý vị thấy cái vai của chúng ta, cái cơ delta của chúng ta chỗ này nó sẽ kéo giãn ra. Thì đó là hai cái bài tập đầu tiên. Xin chào quý vị, bây giờ chúng ta đã có hai cái bài tập đầu tiên rồi, là thả lỏng cái khớp vai và kéo giãn cái cơ ngoài. Bây giờ tới cái bài tập thứ ba và thứ tư là tôi sẽ hướng dẫn quý vị dùng là dùng một cái cây gậy. Đây là cái cây chổi quét nhà của tôi. Tháo nó ra, có nghĩa là quý vị có thể dùng bất kỳ cái cây gậy nào ở nhà để tập. Quan trọng là cái cây gậy này nó nhỏ thôi, không cần phải quá bự mà cũng không cần phải quá nặng. Đầu tiên nhất là bài tập dùng cái vai khỏe để mà đẩy cái vai yếu. Thì trong trường hợp đó nó gọi là xoay ngoài. Tay chúng ta để khoảng chừng 90 độ ở hai bên như thế này. Bây giờ cái tay bị đau, cái tay bị đau là cái vai trái của tôi nha. Thì quý vị để yên như thế này, quý vị đẩy nó qua. Cái tay này là tay khỏe, này là tay bị đau. Tay khỏe cầm vào cái đầu này cho nó chắc như thế này và giữ đẩy qua. Khi quý vị đẩy qua như thế này, nó chỉ đơn giản như thế này thôi. Quý vị thấy khi tôi đẩy á, thì để tôi xoay qua cho quý vị thấy, khi mà tôi đẩy như thế này, cái vai của chúng ta, cái khớp vai này nó được đẩy ra đẩy vào. Quý vị thấy không? Đó. Thì đó là bài tập xoay đầu tiên. Bài tập xoay thứ hai
trong cái chuỗi mà dùng cái này là xoay phía sau. Cũng cái cây này, cái tay, cái vai bên đây là vai bị đau nha, để phía sau lưng của chúng ta. Và như thế này, các bạn thấy không, đẩy nó qua, đẩy nhẹ thôi, đẩy nhẹ thôi, đẩy nhẹ thôi. Và chúng ta làm như vậy, chậm, chậm, chậm. Cái trick ở đây là chúng ta dùng cái vai khỏe để mà hỗ trợ cho cái vai yếu. Rồi, cái bài tập kế tiếp nữa dùng cái gậy của chúng ta là xoay, nhưng mà đằng này thì chúng ta xoay ngược lên. Thì trong trường hợp này, cái vai của tôi bị đau là cái tay đeo đồng hồ của tôi đây, là vai trái. Quý vị nhớ ngửa ra như thế này. Cái vai khỏe là vai bên phải. Quý vị cầm như thế này và xoay thẳng lên. Khi mà quý vị thấy tôi xoay lên như thế này á, có một vài điểm rất là quan trọng là nó 90 độ và cố gắng giữ cho thẳng như thế này. Cố gắng được, quý vị đừng có đưa ra trước, quý vị cũng đừng đưa ra sau. Tại sao? Tại vì chúng ta cố gắng xoay cái khớp vai như thế này, sau đó chúng ta hạ xuống. Để tôi làm lại nha, từ từ lên. Được không nè? Rồi. Cũng dễ đúng không? Rất là nhẹ nhàng. Tại vì cái vai đau là cái bên đồng hồ của tôi. Rồi. Đó. Thì chúng ta làm như vậy ba cái động tác. Xoay phía trước. Xoay. Xoay phía sau. Rồi. Xoay lên phía trên. Đơn giản không? Thì đây là ba cái động tác mà chúng ta dùng gậy. Xin chào quý vị. Bây giờ động tác kế tiếp nữa là động tác đẩy vai. Thì cái động tác này quý vị có thể kết hợp để tập lưng luôn. Thì hôm nay tôi sẽ chỉ quý vị xem cái vai đau vẫn là vai trái bên cái đồng hồ của tôi nha. Thì quý vị, khi mà quý vị để xuống cái tay, quý vị để như thế này. Và khi mà chúng ta cố gắng đẩy vai, đẩy lên. Rồi giữ lại. Đẩy lên. Giữ lại. Nếu mà được, quý vị có thể đẩy sát luôn, sát xuống. Giữ lại. Cái này nó vừa kết hợp luôn cái vai của chúng ta lẫn cái lưng của chúng ta. Thì quý vị thấy rồi đó, đơn giản lắm. Đẩy cái vai này, đẩy lên, đẩy xuống. Thì bằng cách này chúng ta sẽ làm giãn ra những cái cơ ở cái vùng vai chúng ta. Và chúng ta đẩy lên như thế này. Và chúng ta dùng cái vai khỏe là vai bên phải của tôi để mà hỗ trợ cho vai bị yếu là vai bên trái của tôi. Rồi, bây giờ đó là những cái bài tập mà dùng gậy. Xin chào quý vị, như vậy là chúng ta vừa tập xong những bài tập dùng gậy là cái chỗ quét nhà của tôi. Và tập dùng tay. Bây giờ thì cái bài tập cuối là bài tập khi mà chúng ta nằm, chúng ta cố gắng xoay cái khớp vai. Và bài tập này rất là đơn giản. Quý vị nằm xuống, quý vị cử động cái khớp vai của chúng tôi lên xuống như thế này. Và nhớ là trong cái khả năng của mình. Như thế này quý vị nha. Nằm xuống để cái vai chúng ta, cái góc của khuỷu tay là 90 độ. Và chúng ta chỉ việc hạ xuống, đưa lên. Hạ xuống, đưa lên. Khi mà quý vị làm như vậy, quý vị thấy cái cơ xung quanh cái khớp vai của chúng ta nó căng lên và nó giãn ra. Thì đây là những cái bài tập rất là đơn giản, quý vị có thể nằm tập. Chào quý vị, như vậy thì chúng ta vừa tập xong 6 cái bài tập cơ bản từ cái việc đứng tập cho tới lúc mà chúng ta dùng cái cây gậy để tập và chúng ta nằm xuống. Hy vọng là những cái bài tập này sẽ giúp cho quý vị bớt giảm đau. Và cái quan trọng nhất là khi mà chúng ta bị đau khớp vai, hoặc đau vai, hoặc đau cổ, hay bất kỳ đau chỗ nào, quý vị cần phải đi gặp bác sĩ trước. Bác sĩ sẽ hướng dẫn cho quý vị biết là chúng ta bị đau vì cái gì. Và tùy theo cái lý do chúng ta bị đau thì bác sĩ sẽ hướng dẫn chúng ta trị liệu hoặc là dùng những cái biện pháp khác. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Vintran. Và hẹn gặp lại quý vị trong những cái bài trị liệu kế tiếp. Xin chào quý vị.